Ngày 19 tháng 10 năm 2013, Pico chính thức khai trương siêu thị điện máy thứ 6 tại 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu cho lĩnh vực điện máy tại thị trường Việt Nam. Nhân dịp khai trương, Pico tri ân khách hàng bằng việc đồng loạt giảm giá hàng ngàn sản phẩm, cùng hàng vạn quà tặng hấp dẫn cho mọi khách hàng tới tham quan và mua sắm Pico, hệ thống siêu thị điện máy hàng đầu Việt Nam. Pico, top 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á Thái Bình Dương và top 10 nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam năm 2013 do tạp chí bán lẻ châu Á Thái Bình Dương bình chọn. Pico, dịch vụ hậu mãi tuyệt vời. Pico, giá bán luôn luôn rẻ hơn.